Chào cả nhà, hôm nay mình nói là mình đi tập thể dục nhưng mà đi ngang qua cái chợ, thấy cái chợ này bán đồ Nhật. Thôi, cũng ngựa ngựa lạng lạng vô đây để coi có cái gì vui không. Ui cha, đi hết gian hàng, cái gì cũng đồ của Nhật hết, thích lắm. Nhưng mà có một cái mình rất là thích đây, Hello Kitty. Cha, sao nhiều đồ ăn của nó quá. Để lụm coi, à pasta, nui. Ok, xách về, ngựa ngựa nấu thêm một món gì của nó coi. Cái nước này cũng lạ, chưa bao giờ uống, lấy luôn. Trời luôn, lấy luôn. Wow, nhiều đồ quá. Rồi, tối nay nghĩ ra món gì để nấu với cái nui mình mới mua đây. Chà, thấy hình ảnh cũng đẹp mà không biết có ngon không đây nữa. Rồi, chơi đại luôn nha. Bây giờ mình đem nui ra, mình luộc, bỏ xíu muối vô, luộc để cho cái nui lát nó đừng có lạc quá, cho nó có vị xíu. Rồi mình sẽ lấy cái mề gà mình cắt lát mỏng ra, mình ướp tỏi, hành, bột nêm, sả. Mình để ướp, mình ướp qua đêm sẵn đi. Rồi mình đem ra mình xào, xào nóng với dầu. Rồi cho nó thấm hết luôn luôn, rồi một lát nữa mình để riêng ra. Rồi mình bỏ lên cái mì. Đây là bước mình đi trộn với cái nước tương. Chanh một trái dắt hết vô luôn, bỏ một xíu tỏi thôi. Rồi mình nêm 5 muỗng đường, 5 muỗng nước tương, tương đỏ ăn phở, mình gọi là sriracha đó. Xong mình bỏ hết tất cả những hỗn hợp này lại rồi mình khuấy đều lên rồi mình để nó qua một đêm một bên. Nui trụng xong bỏ ra dĩa. Mề gà xào xong cũng bỏ ra dĩa luôn, cắt miếng ớt bỏ miếng hành lên. Ta-da! Đẹp chưa? Rồi mình chan cái sốt nước tương lên nữa nha. Xịt tiêu vô rồi nếm luôn. Đẹp quá. Đây một bộ collection, bộ sưu tập Hello Kitty của mình. Nước ngọt này lần đầu tiên uống luôn nè, thấy nó cũng có giống như mùi xá xỉ bên Việt Nam mình hồi xưa đó. Cũng ngon, nếm thử nha. Ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời là nhờ nước tương nha các bạn, phải là do cái nui tự mua nha. Mình phải tự chế biến, tự suy nghĩ ra thử. Ai ngờ ngon thiệt, rất là vui. Một ngày của mình cũng đã xong. Thank you for watching. Bye bye.